Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nghệ An, số ca F0 tăng đột biến sau Tết. Mô hình hỗ trợ F0 điều trị tại nhà ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng làm du lịch an toàn. Hành trình lịch sử tới World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo số liệu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tính tới ngày 7 tháng 2, lượng khách qua sân bay này tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trước Tết 27 tháng Chạp âm lịch là ngày cao điểm nhất, sân bay Nội Bài phục vụ gần 400 chuyến bay cất hạ cánh với gần 41.000 lượt khách. Lượng khách này cao gần gấp đôi Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng chưa bằng một nửa Tết năm 2020 khi chưa có dịch Covid-19. Sau Tết, ngày mùng 6 Tết là cao điểm nhất, sân bay này phục vụ 372 lượt chuyến bay cất hạ cánh với 63.500 khách, tăng gấp 3 lần Tết năm 2021. Dự kiến cho đến ngày 14 tháng 2, sân bay Nội Bài vẫn trong dịp cao điểm đón khách. Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2022, các cơ quan đơn vị trên cả nước đã bắt tay ngay vào công việc đảm bảo xử lý hồ sơ cho người dân đúng quy định. Tại Hà Nội, mặc dù không khí tưng bừng những ngày đầu xuân mới vẫn hiện diện khắp nơi, nhưng tại các công sở, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bắt tay ngay vào công việc sau buổi họp mặt đầu năm ngắn gọn. Trong ngày làm việc đầu tiên, dù số người đến giải quyết công việc không nhiều, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính của Hà Nội đều thực hiện nghiêm giờ trực, giờ làm việc. Đặc biệt tại bộ phận một cửa của các quận, huyện, không khí làm việc tích cực, cùng tinh thần phục vụ chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức, các thủ tục hành chính đã được giải quyết một cách nhanh gọn, được người dân đánh giá cao. Rút kinh nghiệm trong những ngày đầu xuân, không để tồn tại tâm lý ngại làm việc sau kỳ nghỉ dài, từ trước Tết Nguyên đán, thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 01 về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, đồng thời chỉ đạo các quận, huyện yêu cầu cán bộ, công chức làm việc nghiêm túc trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải quyết công việc cho người dân. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh trẻ mầm non ở nhiều tỉnh thành được đến trường, trừ những khu vực có tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Tại Hà Nội, học sinh lớp 6 và bậc tiểu học ở 18 huyện, thị xã được đến trường từ ngày 10 tháng 2. Việc này được áp dụng tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp 1 và 2. Từ ngày 7 tháng 2, học sinh khối 9 và khối 12 tại Bà Rịa, Vũng Tàu tiếp tục tới trường học trực tiếp vào buổi sáng. Các khối lớp khác sẽ đi học trở lại lần lượt từ ngày 14 và ngày 21 tháng 2. Còn tại Bến Tre, học sinh cấp trung học cơ sở trở lên sẽ đi học trở lại từ ngày 7 tháng 2. Cũng từ ngày 7 tháng 2, học sinh lớp 6 đến lớp 12 tại Cà Mau được tổ chức học trực tiếp. Còn học sinh tiểu học bắt đầu đến trường từ ngày 14 tháng 2. Tại Gia Lai, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông ở các vùng xanh trực tiếp học từ ngày 7 tháng 2. Vùng vàng và cam học trực tiếp kết hợp trực tuyến, vùng đỏ học trực tuyến. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế cho thấy số tỉnh, thành phố, vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19 tăng lên 41 địa phương. Ngoài ra có 22 tỉnh, thành phố đang ở cấp độ dịch 2, tức là vùng vàng. Cả nước không còn tỉnh nào là vùng đỏ, cam. Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã phường là vùng xanh, chiếm 73,4%. Có 2.234 xã phường thuộc vùng vàng, chiếm 22%. Có 460 xã phường là vùng cam, chiếm 4,3%. Đến nay, cả nước chỉ còn 26 xã phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,2%. Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 gồm tiêu chí 1, tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn, trên số dân, trên thời gian. Tiêu chí 2, độ bao phủ vaccine. Tiêu chí 3, đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin ngày 6 tháng 2, địa phương ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng đột biến với 845 trường hợp, trong đó có 146 ca cộng đồng. Ngày 7 tháng 2 ghi nhận 796 ca dương tính mới, trong đó có 184 ca cộng đồng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình dịch COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong khi đó, công tác dập dịch gặp nhiều khó khăn do người dân di chuyển, đi lại nhiều trong dịp Tết, nhiều ca mắc COVID-19 không có triệu chứng. Để khẩn trương dập dịch, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm chủng tại các đơn vị địa phương
trên địa bàn tỉnh, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với ngành y tế thực hiện triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19, tự giác đến các cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm test COVID-19 khi có các triệu chứng bất thường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Văn Lâm chỉ đạo tất cả các thôn thành lập tổ quản lý hỗ trợ, giám sát F0 điều trị tại nhà. Mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực và được chính các bệnh nhân đánh giá cao, ghi nhận tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, địa phương đang có hàng trăm F0 điều trị tại nhà. Anh à, em là nhân viên của trạm y tế, anh có thấy diễn biến tốt lên không ạ? Vâng. Trong quá trình điều trị thì anh cứ tâm lý cứ thoải mái lên, tốt lên ạ. Em chúc anh mau chóng phục hồi sức khỏe ạ. Vâng, chị ơi, bọn em ở bên nhân viên y tế ở trạm, bọn em đến cấp phát thuốc cho chị ạ. Chị ơi, ở đấy là có hai loại, một loại là hạ sốt, thì là khi nào chị sốt thì chị sẽ uống một viên một lần, cách nhau 4 đến 6 tiếng. Công việc thường xuyên ngay cả trong những ngày Tết của chị Nguyễn Thị Anh, bất cứ khi nào bệnh nhân hay gia đình có nhu cầu hỗ trợ, thì chị và các thành viên của tổ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà lại lên đường làm nhiệm vụ. Có 6 thôn, nhưng xã Minh Hải thành lập 7 tổ hỗ trợ như vậy với trên 40 người tham gia. Trong đó đồng chí trưởng thôn là tổ trưởng, cán bộ y tế xã là tổ phó và các thành viên là cán bộ đoàn thể trong thôn. Đối với thôn thành lập cái tổ đối với các ngành đoàn thể là phụ nữ này, cựu chiến binh này, nông dân này để kết hợp với gia đình là chăm sóc các F0. Khi gia đình cần thiết mà thiếu những cái gì thì giữa thôn và gia đình là sẽ kết hợp mua phục vụ. Chúng tôi đã phân công từng, tức là cứ ba người là một nhóm, mỗi một nhóm là phụ trách bao nhiêu trường hợp F0. Thế là cung cấp số điện thoại này, thế rồi gia đình cần cái gì là anh em tôi sẽ có cái cung cấp mua cái đó hộ. Đối với công an viên thì là sẽ quản lý và trưởng thôn quản lý là đối tượng không ra khỏi nhà. Cái thứ hai là đối với y tế thì sẽ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Và đối với đoàn thể thì sẽ thực hiện cái việc mà hỗ trợ để F0 yên tâm để cách ly và điều trị tại nhà. Đến nay xã Minh Hải đã tổ chức cho hơn 230 F0 điều trị tại nhà, đã có hơn 100 bệnh nhân khỏi bệnh trở lại cuộc sống bình thường. Do có sự quản lý chặt chẽ và nhất là sự hỗ trợ kịp thời, đến các trường hợp F0 điều trị tại nhà ở xã Minh Hải đều yên tâm chấp hành nghiêm quy định cách ly, dịch bệnh không lây lan ra cộng đồng, không có ca bệnh chuyển biến nặng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm để phục hồi du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Tại Hải Dương, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2, các khu di tích danh thắng như Côn Sơn Kiếp Bạc, Văn Miếu Mao Điền, đền thờ nhà giáo Chu Văn An đã đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương chiêm bái. Tại Lâm Đồng, nhiều chương trình kích cầu khuyến mãi được các đơn vị lữ hành, khu du lịch tung ra để phục vụ du khách như phố rừng đón xuân, lộc xuân như ý, Tết Staycation, mừng xuân 2022. Dự kiến đến ngày 10 tháng 2, lượng khách ước đạt 100.000 lượt. Còn tại Cà Mau, trong những ngày nghỉ Tết, gần 72.500 lượt khách du lịch đã đến tham quan du lịch, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch đạt 35,1 tỷ đồng. Một trong những điểm đến được du khách lựa chọn dừng chân nhiều nhất là Phú Quốc với gần 70.000 khách trong 7 ngày Tết vừa qua. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã thu được 135.000 lượt du khách, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khoảng 70% là du khách ngoại tỉnh. Đây là con số ấn tượng đối với ngành du lịch dịch vụ tỉnh Ninh Bình trong những ngày đầu xuân, hứa hẹn một năm thành công của du lịch địa phương sau thời gian dài bị ngưng trệ do dịch bệnh. Năm nay, để thu hút du khách ngay từ những ngày đầu xuân, Ninh Bình đã khai trương nhiều điểm du lịch mới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch mới như phố cổ Tràng An, đường hầm đi bộ, bổ sung các tuyến leo núi ngắm cảnh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành kịp thời ra mắt các tour du lịch mới kèm theo các chương trình khuyến mãi tặng quà hấp dẫn để thu hút du khách đến với Ninh Bình. Năm 2022, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó với kỳ vọng từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số đối tượng khách quốc tế, phấn đấu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng doanh thu từ du lịch. Phát huy văn hóa bản địa, trở lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà con dân tộc thiểu số thị trấn Lạc Dương,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng chủ động sáng tạo hơn trong làm du lịch cộng đồng như cồng chiêng, mời rượu cần, cà phê vườn, dệt thổ cẩm, thu hút du khách đến tham quan dịp Tết theo hướng an toàn để phòng chống dịch hiệu quả. Với nền văn hóa bản địa đa sắc màu, dịp Tết các loại hình dịch vụ cồng chiêng, dệt thổ cẩm, rượu cần được bà con chuẩn bị chu đáo để đón khách. Điển hình như cơ sở cồng chiêng tại Sa Ly, dịp Tết này số lượng đoàn đăng ký tham gia lên 200% so với ngày thường, nhưng chủ cơ sở cũng chỉ nhận 50% để phòng chống dịch. Trong dịp Tết đó, thì tôi cũng có những cái hướng để xử lý cho nó tốt hơn, để mình là vẫn có thể làm ăn được nhưng mà vẫn có thể phòng tránh được dịch bệnh cho nó an toàn cho khách với lại cho gia đình với cái đội nhóm cồng chiêng của mình nữa. Thay vì trước đây mình có thể mình nhận 200-300 khách một đợt thì sẽ nhận ít lại. Huyện Lạc Dương có trên 20 nhóm làm du lịch cộng đồng, trong đó nhiều hộ gia đình chủ động tìm hướng đi riêng để làm du lịch. Dịp Tết cũng là thời điểm du khách đến trải nghiệm, nhưng không vì thế mà chủ quan bởi dịch bệnh phức tạp. Theo ngành văn hóa huyện Lạc Dương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền, vận động các cơ sở, nhóm hộ gia đình làm du lịch an toàn, tạo ấn tượng cho khách. Ủy ban nhân dân thị trấn là thành lập các tổ để đi kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh cũng như là các khu du lịch cồng chiêng là phải có cái phương án để mà phòng chống dịch trước khi là mở cửa đón khách du lịch đến với thị trấn Lạc Dương. Dưới ngọn núi Lang Biang, huyền thoại, trong sắc xuân mới, những sắc màu văn hóa cơ ho lạch lại được tô điểm với những thanh âm cồng chiêng vang vọng, những hương vị cà phê bản địa thơm ngát hay sự đa dạng của nghề dệt thổ cẩm, ủ rượu cần, mây đan được bà con phát huy, góp phần khơi dậy tiềm năng phát triển để rồi khi du khách tìm về càng thêm ấn tượng. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên chính thức ghi tên tại sân chơi World Cup. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong bước tiến về trình độ chuyên môn của đội tuyển nữ Việt Nam, đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình lịch sử tới World Cup của tuyển nữ Việt Nam. Sau hai chiến thắng giòn giã tại các trận playoff với đội tuyển Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào đội tuyển dự vòng chung kết World Cup. Trước đây đội tuyển Việt Nam đã có thời điểm đã tiến gần đến ngưỡng cửa World Cup nữ như trận thua Thái Lan ở năm 2014, nhưng mà lần này chúng ta khó khăn nhiều hơn, gặp trắc trở nhiều hơn và có những cái thời điểm nó thật là cũng sẵn sàng phải bỏ giải khi thiếu cầu thủ, nhưng mà để có được thành công ngày hôm nay nó là hành trình đầy cảm xúc và đánh giá cao những cái nỗ lực của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ nữ. Đối với tuyển nữ Việt Nam và người hâm mộ, đây được xem là dấu mốc lịch sử. Bạn bè thế giới hiện đã có một cái nhìn khác về đào tạo bóng đá của Việt Nam. Đây là một chiến thắng lịch sử, đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam, cũng thể hiện được là một đội bóng có nhiều thế hệ đan xen nhưng nó cũng có sự hòa đồng rất là tốt dưới sự chèo lái rất khéo tài ba của huấn luyện viên Mai Đức Chung, và thấy rằng là một con người đã vạch định những mục tiêu mới cho mình trong sự nghiệp bóng đá, và ông ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ vẫn càng ngày càng đá hay lên từng trận một, biệt nhất là đấu pháp rất hợp lý đối với đối tượng với cái tình hình khả năng thể lực của mình. Để giành tấm vé lịch sử đến với World Cup, đội tuyển nữ của Việt Nam đã trải qua 8 trận đấu với 4 chiến thắng, 3 thất bại và 1 trận hòa, ghi được 30 bàn thắng và để thủng lưới 12 bàn. Tạm gác lại những con số, giờ đây chiến thắng sẽ dành cho tuyển nữ người hâm mộ và lịch sử bóng đá của Việt Nam. Muốn cảm ơn đến những người đồng đội cũng như và đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn ủng hộ, theo dõi, đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tôi mong là tất cả người hâm mộ Việt Nam sẽ cùng cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup năm 2023. Vòng chung kết World Cup năm 2023 được dự đoán sẽ có nhiều chông gai với ban huấn luyện và các cầu thủ nữ của Việt Nam. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tin tưởng vào những chiến binh sao vàng sẽ mang về nhiều kỳ tích cho nền bóng đá nước nhà. Vận động viên Karate Do Hoàng Thị Mỹ Tâm quê ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà vừa trải qua một năm khó quên trong sự nghiệp thi đấu của mình.
Với kỳ tích 3 tấm huy chương vàng tại giải vô địch châu Á và mới đây nhất, Mỹ Tâm đã vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, góp mặt trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021 do Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bình chọn, trở thành vận động viên đầu tiên của Hà Tĩnh đạt được vinh dự này. Tết năm nay, Hoàng Thị Mỹ Tâm được trở về quê nhà sau kỳ tập trung và thi đấu dài ngày ở đội tuyển quốc gia. Đón sinh nhật lần thứ 19 đúng vào dịp Tết, niềm vui càng được nhân lên khi Mỹ Tâm nằm trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Trước đó tại giải vô địch Karate Do châu Á 2021 diễn ra tại Kazakhstan tháng 12 năm 2021, Mỹ Tâm thi đấu xuất sắc, lập kỳ tích khi giành 3 huy chương vàng cho Karate Do Việt Nam. Đây là một dấu mốc lịch sử của Karate Do Việt Nam khi lần đầu tiên một vận động viên vừa giành huy chương vàng ở cả nội dung đối kháng dành cho lứa tuổi trẻ và lứa tuổi trưởng thành tại đấu trường châu lục. Cái điều mà để tạo động lực cho em để em có được cái thành tích giải vô địch karate vừa rồi thì đó cũng là sự nỗ lực và quyết tâm để mang lại vinh quang về cho tổ quốc và quê hương ạ. Với cái thành tích của Hoàng Thị Mỹ Tâm đã đạt được là một cái niềm vinh dự tự hào rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Sơn. Điều đó đã khích lệ động viên đối với địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào là thể dục thể thao ở tại địa phương để tiếp tục phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới. Sinh năm 2003, yêu thích võ thuật từ nhỏ. Năm 2015, Hoàng Thị Mỹ Tâm được các huấn luyện viên phát hiện qua lớp học năng khiếu và được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh. Tại đây, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự dìu dắt của các huấn luyện viên ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã ghi nhiều dấu ấn tại các giải trẻ trong nước. Và chưa đầy một năm sau, Mỹ Tâm được lên tuyển trẻ quốc gia. Tuy là một vận động viên trẻ, nhưng Mỹ Tâm đã thể hiện ý chí, bản lĩnh kiên cường trong tập luyện và thi đấu. Trải qua 6 năm nỗ lực cùng với Karate Do, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã từng bước chinh phục các đỉnh cao, trở thành tài năng hiếm có của Karate Việt Nam. Để qua những cái thi giải thi đấu thì thể thao thì quan trọng nhất là phải là tâm lý tốt và tâm đặc biệt của tâm là có cái tổ chức chuyên môn cực tốt và không phải là vận động viên nào cũng có được. Hiện nay, Hoàng Thị Mỹ Tâm đang là vận động viên trọng điểm của đội tuyển Karate Do quốc gia. Và với Mỹ Tâm, nhiều thử thách lớn hơn vẫn đang ở tương lai. Và trước mắt là mục tiêu tập luyện thật tốt để đạt thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc tại kỳ SEA Games 31 sắp tới, được tổ chức ngay tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ động sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác huấn luyện cho các cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đóng quân trên địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc thường xuyên luyện tập chiến đấu, cơ động nhanh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống gây mất an ninh trật tự. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, Trung đoàn đã tích cực thực hiện công tác huấn luyện và rèn luyện phục vụ công tác và chiến đấu. Lực lượng, phương tiện ứng trực đảm bảo 2/3 quân số, sẵn sàng tác chiến kịp thời xử lý tốt các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Ban chỉ huy Trung đoàn về công tác ứng trực Tết Nhâm Dần năm 2022, thì thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ để cho bà con được một cái Tết vui xuân đón Tết lành mạnh và an toàn. Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời phối hợp hỗ trợ các lực lượng khác thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, tấn công, chấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Thì Trung đoàn đã tổ chức xây dựng cái kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng trực, ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có cái tình hình phức tạp xảy ra trên địa bàn, đảm bảo cho người dân được vui xuân, đón Tết bình an.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã chủ động sẵn sàng ứng trực, góp phần giữ vững an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Chương trình Nhìn từ Phố Yến hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn.